Cảm ơn quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình đối thoại nằm trong đề tài về dự thảo của luật phòng chống tham nhũng sửa đổi. Trong số đối thoại trước, thì các khách mời đều đưa ra một giải pháp, đó là chúng ta công khai tài sản của các cán bộ công chức lên website của các bộ ngành địa phương. Và chúng tôi nhận được rất nhiều ý kiến của các khách mời cũng như các khán giả của VITV. Trong số đối thoại này thì chúng tôi sẽ tiếp tục cùng bàn luận về giải pháp này và cùng đưa ra những cách thức để chúng ta có cơ chế giám sát, kiểm tra việc kê khai tài sản. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Ông Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển Bộ Kế hoạch Đầu tư. Ông Vũ Mão, nguyên chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Ông Trần Nho Thìn, Viện trưởng Viện Khoa học Chính sách và Pháp luật, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Trước tiên là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay của đối thoại ạ. Và như tôi đã giới thiệu thì đây là một chương trình đối thoại nằm trong một đề tài chung và chúng tôi đã triển khai 5 số đối thoại bàn về vấn đề là phòng chống tham nhũng. Thì trước khi mà chúng ta bàn luận về cái giải pháp mà tôi vừa đề cập ở đầu chương trình thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem phần tổng hợp những ý kiến đáng chú ý của các khách mời trong số trước liên quan tới chủ đề của đối thoại ngày hôm nay ạ. Chúng ta có kê khai như một thủ tục. Những cái thủ tục nó mang tính là chính trị nội bộ. Để tôi nói tại sao là chính trị nội bộ. Là thứ nhất là người dân không được tiếp cận với các cái thông tin này. Tức là không công khai hóa. Chỉ công khai hóa là mức độ ở trong cơ quan thôi. Và chỉ một số người biết thôi. Thế thì nó đã giảm phải đó đến 60-70% cái ý nghĩa của cái việc kê khai rồi. Kê khai cho vui thế. Kê khai để đấy làm gì. Vấn đề là kê khai và kiểm soát nó và xử lý nó. Thì mới có hiệu quả. Thì theo tôi cần thành lập một cái thiết chế. Phải cần có một cái thiết chế mới. Chứ còn bây giờ nói là thanh tra chính phủ chống tham nhũng, thanh tra thuộc chính phủ rồi, anh không ai lại tự lấy đá ghe chân mình cả. Thế thì do cái thiết chế ấy mà chúng ta cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Thì khuyến khích để kê khai trung thực, thiết kế trong luật thế nào là một vấn đề chúng ta phải bàn luận, phải đặt ra. Chứ còn nếu mà không có cái khuyến khích đó đấy, rồi 1.000 lần chúng ta kê khai là vẫn thế thôi, vẫn thế. Công khai trên Internet ấy, thì cũng là một giải pháp, nhưng mà nó chỉ có ý nghĩa nếu như mà chúng ta không làm nó kiểu phong trào như vừa rồi. Bởi vì nếu chúng ta bắt hàng triệu công chức về viên chức để kê khai ấy, thì nó loạn luôn. Nó không phải như vậy. Bởi vì rằng là nó chỉ là những chức danh mà thực chất có quyền lực lớn, quyền tác động lên việc phân bổ nguồn lực, quyền tác động lên chính sách, lên pháp luật, lấy những cái mà nó có thể đưa lại lợi ích rất lớn hoặc là nó có thể là gây thiệt hại rất lớn cho ai đó, lấy thiệt hại cho ai đó. Thì như vậy là cái số lượng nó phải là nhỏ. Chúng ta phải có cái sự phân loại. Ta phải do phân loại. Phân loại ở đây nó có hai cấp độ. Những cái người làm viên chức gọi là làm công ăn lương đấy thì thực ra người ta làm trong lĩnh vực công là thứ tư là như nhau, cái tâm lý của họ và cái bộ hoàn cảnh của họ ấy thì nó không có sự khác biệt cả. Nhưng mà những cái người mà muốn tham vọng làm chính trị đấy, tức là gọi là làm quan to đấy, họ có một cái tâm lý khác và họ sẽ được tiếp cận với các với quyền lực đấy, với các cái nguồn gọi là tài nguyên mà họ có quyền phân bổ đấy, tức là họ có thể ở cái vị trí rất dễ tham nhũng nếu họ không trong sạch. Nhưng mà nếu họ đã, đấy là cái sự lựa chọn tự nguyện của họ, họ muốn làm quan lớn, họ muốn làm nhà chính trị, họ phải đối mặt với cái việc là công khai hóa trước toàn dân. Nếu chúng ta lại không nhận thức đúng vấn đề mà lại kê khai tràn lan thì coi như là hoa cả làng. Người ta thấy là một cái việc đáng lại tập trung vào một số người, bây giờ kéo ra cả người thì bị phản ứng thôi. Trước hết là những cái quan chức cao cấp nhất của nhà nước, như là về nhà nước như là chủ tịch nhà nước, chủ tịch quốc hội, rồi là các phó chủ tịch quốc hội, thủ tướng, các phó thủ tướng, các bộ trưởng, và mỗi bộ là một số thứ trưởng cũng phải kê khai, bởi vì cũng là trực tiếp ký các dự án. Rồi chủ tịch tỉnh, giám đốc sở, và nói như là chủ yếu là về đến huyện thì là chủ tịch huyện, là chủ tịch xã phường, tức là ở cái cấp trưởng là trong việc kê khai tài sản hiện nay á, là nên chú ý đến cấp trưởng. Bởi vì sao? Cái quyền lực của chúng ta hiện nay á, là nó tập trung vào trưởng nhiều lắm. Vâng, thưa khách mời, chúng ta đang bàn về thực trạng kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức hiện nay, cũng như là đưa ra một cái giải pháp, đó là công khai tất cả trên website của các bộ ngành địa phương. Vậy thì ngày hôm nay thì các khách mời dưới góc độ của mình thì có thể chia sẻ một chút. Thì trước là tôi xin mời ý kiến của ông Vũ Mão ạ. Tôi nghĩ là các luật phòng chống tham nhũng của chúng ta trước đây đó thì nói thật là chưa thành công trong cái việc kê khai tài sản. Và
nó mang lại một cái hậu quả rất là lớn ở chỗ tức là tài sản nó không đúng thực, kê khai nó không đúng thực và làm cho người ta nghi ngờ và người ta không thể đồng tình cái đó được. Tôi lấy ví dụ một cái rất sinh động thế này, ở một cái kỳ họp Quốc hội, cái khóa đầu tiên bao giờ cũng là bầu các chức danh chủ chốt ở Quốc hội, thì có vị được bầu, được đề xuất là bầu vào cái chức vụ thì rất là chủ chốt ở Quốc hội đó, thì trong kê khai tài sản của mình thì kê khai là chỉ có một cái gian nhà cấp 4 thế thôi. Thế nhưng mà thực ra thì không phải như vậy, cho nên nó có cái mỉa mai là có các vị ở đoàn đại biểu hội, cụ thể là như Lào Cai chẳng hạn, thì khi mà xem những cái báo cáo tổng hợp về cái kê khai tài sản lý lịch của những ứng cử viên đó, thì các vị ở đoàn đại biểu hội Lào Cai đó nói là chúng tôi rất buồn. Buồn cái chỗ tức là đến cái vị trí chủ chốt của đất nước, của quốc hội như vậy mà tài sản chỉ có một cái căn nhà cấp 4 thì buồn lắm. Thì như dân chúng tôi còn khổ biết bao nhiêu. Như vậy tức là người ta mỉa mai ở chỗ là đấy không phải là sự thật. Thế nhưng mà cũng không có ai kiểm tra, không ai giám sát, không ai xem xét có đúng sự thật như vậy không. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Vâng. Ngoài cái việc là kê khai không đúng ra thì cái việc mà không được công khai, rất là khó tiếp cận những cái bản kê khai như vậy á, thì có phải là một thực trạng không ạ? Nói chung là không có công khai, không minh bạch, không rõ ràng. Dùng cái danh từ lâu nay người ta vẫn dùng là kê khai xong đút vào ngăn kéo, để đấy thôi, không ai biết cả. Dân không biết, không minh bạch, không công khai. Và như vậy tức là cái đó nó cứ triền miên, nó kéo dài hết năm này sang năm khác. Như vậy rõ ràng cái đó là cái điều không thể chấp nhận được, chúng ta phải sửa đổi, bổ sung trong cái luật tới. Vâng ạ. Theo tôi thì cái vấn đề đã đến lúc chúng ta phải thay đổi quan điểm về xã hội là chúng ta, nếu mà người nào giàu thực sự thì chúng ta phải công nhận người đó là giàu. Giàu theo một cái, do cái tài năng mà giàu hợp pháp ấy, chứ không. Thế nên rõ ràng là nói như ông Vũ Mão nói là có nhiều người rất là giàu, thế nhưng người ta kê khai, nhưng mà phải, đó có một cái nhược điểm lớn nhất trong pháp luật chúng ta vừa rồi là chúng ta không có những cơ chế buộc phải minh bạch, không minh bạch mà cứ làm một cái gì cuộc sống rất mờ mờ ảo ảo, làm cho bản thân cái người khai người ta cũng, thứ nhất là người ta cảm giác là người ta nếu mà khai thật họ không được bảo vệ, có thể họ không bảo vệ, và là họ, cho nên họ, hai nữa là không một cơ chế nào để buộc người ta phải trung thực, cho nên là người ta cứ không trung thực, không làm gì người ta được cả. Cho nên đã lúc là luật mới là phải có một cái quy định rất rõ ràng, thứ nhất là phải bảo đảm được, bảo vệ được cái tài sản của người ta, phải bảo vệ người trung thực, hay là làm cho xã hội một cái bầu không khí minh bạch, và phải thừa nhận, đã đến lúc chúng ta phải thừa nhận những người nào có tài sản mà họ làm một cách gọi là công minh chính trực, phải thừa nhận họ đã những người giàu, thì mới là xã hội cần phải công khai như vậy. Vâng. Minh bạch. Ông Hồ nghĩ thế nào? Tôi nghĩ là một nhà nước pháp quyền quản trị đất nước ấy, cái điều quan trọng nhất là phải công khai minh bạch. Cái việc kê khai tài sản, đây là một cái việc để thể hiện công khai minh bạch. Thứ hai nữa ấy, là đã là để chúng ta chống được tiêu cực và tham nhũng, chống tham nhũng, thì phải tham nhũng là trên cơ sở gì? Tức là cái tài sản, cái mà của cải của người ta, nó phải là được đem ra minh bạch, công khai để xem rằng nó có hợp pháp và hợp lý hay không, hợp pháp hay không. Thế và những cái tài sản thì thường thường là đã là hợp pháp, mà nếu có kèm theo cái tài sản không hợp pháp thì lại phải được làm rõ, thì mới biết được cái mức độ sai phạm của người ta, nếu là người ta đã phạm vào cái luật chống tham nhũng. Cho nên tôi thấy đây là một cái vấn đề bắt buộc phải làm, và phải làm cho đến nơi đến chốn thì mới thực hiện được cái chức năng của nhà nước, và mới thực hiện được cái việc chúng ta chống tham nhũng có kết quả. Tôi cho rằng đấy là những vấn đề hết sức là quan trọng. Nhưng tôi xin nói trước, tí nữa chúng ta sẽ bàn là nó rất khó. Chúng ta đang công phá vào một cái điểm cuối cùng trong cái việc chống tham nhũng. Vâng, khó nhưng tất nhiên khó, chúng ta vẫn phải có nghĩ cách để làm. Như vậy thì thực trạng là thứ nhất là chúng ta không trung thực, kê khai không trung thực. Thứ hai là kê khai trong nội bộ thậm chí là rất ít người có thể tiếp cận được ạ. Vậy thì một giải pháp của các số trước các khách mời đưa ra đó là chúng ta minh bạch hết tất cả tài sản của cán bộ công chức hiện nay lên trên website của các bộ ngành, của các địa phương. Nói chung là chúng ta sẽ có một cái công cụ nào đó để có thể công khai ạ. Thì không biết là các khách mời thấy giải pháp đó có khả thi không ạ? Ông Mã thấy thế nào? Tôi thấy là nguyên tắc là như vậy, phải công khai và minh bạch. Thế còn những cái biện pháp cụ thể thì có rất nhiều biện pháp. Chứ là phải công khai bây giờ cái gọi là cái công nghiệp 4.0 đó, rồi cái mạng xã hội đó, nó lớn lắm, nó phong phú lắm.
mà đấy là cái nơi để mà chúng ta phải công khai minh bạch. Và như vậy tức là những cái tài sản có được một cách chính đáng thì chúng ta thừa nhận. Thế còn cũng phải nói rằng là những cái mà kê khai nó không đúng, không trung thực hoặc là không muốn công khai minh bạch đấy, là cái chỗ những tài sản gọi là nó bất chính. Mà tôi nói rằng là hiện nay đó, cái diện kê khai tài sản đó chủ yếu là cán bộ công chức, và đồng thời là từ lãnh đạo, từ cán bộ lãnh đạo trở xuống. Thì những cái đó thì nó rất rõ ràng, lương bổng như vậy, rồi các nguồn thu nhập như vậy. Thế mà có những cái nguồn thu nó bất chính, nó có thể nói là nó vượt quá cái thực tiễn đó, thì đó thực chất là cái không minh bạch, cái không công khai, và cái đó là cái bất hợp pháp. Thì chúng ta cần phải làm rõ cái đó. Cái mà chưa thành công của chúng ta trong cái luật chúng ta quy định đó, và trong tổ chức thực hiện của chúng ta đó, vượt qua cái nhược điểm và cái yếu chính là cái đó. Vâng. Như số trước là các khách mời còn nói là chúng ta không nên làm quá rộng, làm quá tràn lan thì cũng rất là khó. Chúng ta chỉ có thể nên chọn khoảng 1.000 cán bộ, những người mà có vị trí thực sự là cao, có quyền quyết định, thì chúng ta mới cần phải công khai tài sản của họ để dân giám sát. Thì không biết là ý kiến của các khách mời thế nào? Ý kiến tôi về vấn đề này, tôi nghĩ là đã là công chức thì đều phải kê khai và đều phải giám sát. Còn trong quản lý, trong tổ chức thực hiện, trong chỉ đạo thì cái đối tượng chính là 1.000 hay bao nhiêu đó thì chúng ta là trọng tâm. Chứ còn ở một cái đơn vị, ở tỉnh cũng vậy, ở huyện cũng vậy, thì cũng phải kê khai, rồi cũng phải minh bạch, cũng phải làm rõ. Thì như vậy theo tôi cái chuyện đó, tức là nếu chỉ khống chế trong 1.000 không và gọi đó như là chốt lại đó, thì tôi nghĩ là nó không hợp lý. Và như vậy tất cả những ai có trách nhiệm, những ai là công chức hưởng những cái của xã hội, của đất nước thì đều phải tiến hành cái công việc đó. Thế còn đúng là tôi đồng ý là phải có cái trọng tâm nhắm vào 1.000 người hoặc thậm chí 100 người hoặc là ít hơn, những cái trọng điểm đó mà lâu nay dư luận người ta nói rất nhiều về những cái con người này dùng cái quyền lực của mình để tham nhũng, thì chúng ta phải có cái trọng điểm, trọng tâm. Thì theo tôi trong luật cũng phải có quy định rõ cái đó, và đồng thời trong tổ chức thực hiện thì càng phải làm tốt hơn. Hiện nay là theo cái số liệu của Tổng cục Thống kê, đến hết quý 4 năm 2017 chúng ta có chọn trên 5 triệu người trong lĩnh vực làm việc trong lĩnh vực nhà nước. Tôi hoàn toàn đồng ý ý kiến của Mão là đã ăn lương trong ngân sách nhà nước thì dứt khoát phải kê khai tài sản. Nhưng có lẽ là chúng ta phải tập trung vào trọng tâm, trọng điểm, không làm tràn lan. Ví dụ tập trung vào 1.000 người, 100 người, mà những người có thực sự nắm quyền lực nhà nước, mà những cái người mà dễ bị tha hóa, dễ lộng quyền thì chúng ta làm trọng tâm, tập trung vào trọng tâm. Nhưng còn tất cả cái 5 triệu người kia dứt khoát chúng ta đã ăn lương nhà nước thì chúng ta phải lương trong ngân sách nhà nước thì chúng ta phải kê khai, nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Chứ nếu chúng ta làm cách tràn lan quá thì cũng không hiệu quả, mà kê khai nhưng mà trọng tâm chủ yếu vào là một khoảng độ bao nhiêu người, những thành phần mà nắm được cái quyền lực để mà điều hành đất nước này thì phải trọng tâm về số lượng này. Tôi chưa hiểu là kê khai trọng tâm, trọng điểm này có nghĩa là trọng tâm một những cái người mà có thực sự quyền lực lớn. Tức là chúng ta tập trung để ý và giám sát kỹ những người đấy, đúng không? Vâng. Chứ còn từng đó con người thì vẫn phải kê khai. Vẫn phải kê khai, nhưng mà có lẽ ta tập trung chủ yếu quan sát và giám sát chặt chẽ vào khoảng 1.000 người như thế, là hoặc 100 người đấy, mà có lẽ là những người có thẩm quyền quyết định cái vận mệnh của đất nước này. Không, để tôi nói rõ thêm vấn đề này. Tức là có trọng tâm, trọng điểm và thiệu tập trung vào 1.000 người thì đó là trung ương phải quản lý, phải tổ chức, phải chỉ đạo, phải xem xét. Thế còn ở huyện thì ở cấp huyện theo thẩm quyền của họ thì họ vẫn phải làm bình thường. Tức là như vậy, tức là đây nó có cái là ở trung ương, diện trung ương quản lý, diện trung ương quản lý. Và thậm chí những cái vụ việc mà nó ở cái tầm quan trọng, dư luận xã hội quan tâm, trọng điểm thì trung ương phải quản lý cái đó và phải xử lý cái đó. Thế như vậy độ khoảng là 1.000 hoặc là 500 hoặc bao nhiêu nó tùy cái mức độ. Nhưng mà như vậy thì nó có trọng tâm, trọng điểm, và như vậy tức là mà nhân dân quan tâm cái đó nhiều nhất. Thế còn ở huyện, ở quận, ở tỉnh thì cái chức năng nhiệm vụ của các cơ quan lãnh đạo ở đó, quản lý ở đó thì phải làm tròn trách nhiệm của mình. Còn trên trung ương là giám sát những cái đó, nhận xét, phê phán và đòi hỏi phải làm tốt theo đúng pháp luật. Nhưng chúng ta có đưa tất cả cái bản khai đó lên trên mạng, lên trên website không ạ? Không, theo tôi để người dân, để tất cả mọi người đều có thể giám sát ạ? Không, theo tôi thì ở chính phủ này, ở quốc hội này, ở các bộ ngành thì đưa cái phần mình quản lý. Thế còn ở huyện, ở quận thì đưa cái phần quản lý của mình.
Thế còn ai ai quan tâm thì theo dõi. Ở tỉnh cũng vậy. Như vậy theo tôi tức là nó có phạm vi, có mức độ, và không phải là cứ là hàng triệu triệu người đưa lên tất cả một cái mạng chung. Và như vậy nó có cái mạng của từng mạng cơ của quan. Từng cấp. Nhưng mà nhưng đều phải đưa lên à? Chứ không phải cất trong ngăn kéo như là tình trạng Vũ Mão nói vậy ạ. Đúng thế. Vâng. Đều phải đưa lên. Tôi thì tôi thấy là tôi hoàn toàn nhất trí về cái việc là pháp luật phải có một cái quy định để cho mọi người bình đẳng. Tức là trong bộ máy nhà nước anh không thể quy định là chỉ có loại này hoặc chỉ có loại kia. Mà tất cả các cán bộ công viên chức mà có quyền, có một cái trách nhiệm và có quyền hạn nhất định thì phải được và phải bị kê khai. Đấy, thế thì tôi nghĩ rằng cái điều đó là bình đẳng. Nhưng mà tất nhiên chúng ta phải có trọng điểm. Tức là những người mà có những cái chức vụ quan trọng, có quyền lực lớn, nó không nhất thiết là cái cấp trung ương hay là tỉnh hay huyện đâu. Tôi thấy ví dụ như là có người chỉ là cán bộ đảng phụ trách cái ngân hàng thôi. Ví dụ như vừa rồi có mấy cái vụ ngân hàng đó thì đâu có phải là bộ hay là tỉnh hay huyện đó. Nhưng mà quyền rất lớn và cũng xảy ra cái việc là tham nhũng rất quan trọng, rất nghiêm trọng. Thế tôi cho nên đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai là chúng ta dứt khoát phải đưa lên một cái hình thức gì đó để cho dân hay là người cán bộ bình thường người ta đều có thể giám sát được. Thế thì trong cơ quan, trong đơn vị, ở tất cả các cấp đều phải có công khai bằng một cái dạng, một cái hình thức là niêm yết. Thế mà hiện nay thì chúng ta đã có công nghệ thông tin rồi, đúng không? Có thể website, có thể tất cả cái đó đều phải tận dụng cái đó để cho mọi người đều có thể tiếp cận được thì mới giám sát được. Đấy thì tôi theo tôi là như vậy. Còn cái việc mà khi mà đã chống tham nhũng thì chúng ta có trọng điểm rồi, chúng ta có thể biết được là những cái lớp người, loại người nào là dễ thì chúng ta sẽ làm chặt chẽ, làm mạnh mẽ đối với những người đó. Thì tôi thấy là có lãnh đạo nói rằng chỉ cần động nghiên là tốt lắm rồi, chứ tôi nghĩ rằng 1 triệu là khó. Nếu làm được tất cả đến 1 triệu, mấy triệu là rất khó. Cho nên chúng ta cứ quy định như vậy rồi cố gắng làm đến mức có thể, nhưng mà tập trung vào những cái đối tượng quan trọng. Tập trung và tập trung quan tâm đấy, đúng không? Quan tâm đấy, quan tâm thì khi mình mới quan tâm rồi thì mới có thể phát hiện ra, giám sát, tập trung giám sát, kiểm tra thì mới ra được. Tôi nói thêm là chúng ta đang bàn trên nguyên lý, trên nguyên tắc, nhưng mà trên thực tiễn là có rồi. Dù là ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương chẳng hạn. Đúng thôi. Thì các ông chí đâu có phải làm tất được. Ông chí tập trung một số vụ việc. Đúng rồi. Các ông chí làm như cái hướng đi thế là đúng, là phù hợp. Nhưng mà có thế này, những cái đang làm đó, cái thực tiễn đó, sinh động đó, tốt đó phải được bổ sung vào vào cái luật phòng chống tham nhũng. Thế này chưa có. Hoặc là nói thêm về cái mặt tổ chức bộ máy chẳng hạn. Thì theo đây, theo tôi đó, đây là phải là cái bộ máy của Đảng và nhà nước, chứ không phải chỉ của Đảng. Cả Đảng và nhà nước. Của Đảng và nhà nước. Như vậy, về nhà nước pháp quyền đó, thì cái tổ chức này, cái bộ máy này phải được Quốc hội thông qua. Vì Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất mà xây dựng nhà nước pháp quyền. Thế tại sao chỉ là cái bộ máy của Đảng? Tất nhiên ở đây tôi hiểu là thành phần tập hợp là có cả Quốc hội, có cả Chính phủ, có cả một số bộ ngành liên quan. Nhưng mà theo tôi danh nghĩa mà nói đó, phải là cái tổ chức chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương, bao gồm Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nói chung của nhà nước. Vâng. Vậy thì cái cơ quan mà sẽ giám sát cái việc những cái bản kê khai tài sản này á, thì có rất là nhiều các khách mời đưa ra rất nhiều ý kiến. Ví dụ chúng ta thành lập một cái cơ quan nào đó độc lập chẳng hạn. Tuy nhiên là khán giả chúng tôi nói rằng không gì bằng nhân dân cả. Tất cả những cái đó công khai lên thì người dân sẽ có thể giám sát và đưa ra những thông tin nhiều nhất. Thì không biết các khách mời thế nào? Không cần thiết phải thành lập một cơ quan như vậy. Không, thực tiễn chúng ta có cơ quan rồi. Và từ khi có cơ quan đó như vừa qua là đang làm việc tốt, thì theo tôi nên chấp nhận nó và bổ sung vào pháp luật. Thế còn như anh Hồ nói, tôi rất đồng tình ở chỗ, tức là bản thân tôi chẳng hạn muốn theo dõi một cái anh là chủ tịch của một huyện nào đó, bí thư một huyện nào đó, hoặc giám đốc một cái doanh nghiệp nào đó, thì tôi có quyền được xem mở trên cái mạng thông tin thì tôi biết được. Thế như vậy ở đây tức là nó có cái việc là từng đơn vị một đưa lên, nhưng cái thông tin đó nó là phải cái thông tin rộng rãi, và đấy chính là nhân dân giám sát. Nhân dân có thể soi chỗ này, xem chỗ kia, xét chỗ nọ, thì theo tôi cái đó là cái cần thiết. Tôi thì tôi thêm một ý là này, tức là phải có hai loại. Loại thứ nhất là cái cơ quan trực tiếp phụ trách cán bộ. Nếu mà là cán bộ ở cấp này thì phải cấp trên trực tiếp quản lý, phải
kiểm tra giám sát. Đó. Còn một cái kênh nữa là để cho bản dân thiên hạ làm cái việc đó. Nhân dân, quần chúng tham gia vào cái việc đó. Phải phối hợp cả. Trách nhiệm là trách nhiệm. Trước hết là của cái cấp quản lý cán bộ. Nhưng mà cộng thêm với lại trách nhiệm và quyền lợi, quyền hạn của người dân nữa. Thật sự là người dân lâu nay chúng ta thấy dân rồi thông qua báo chí, rồi thông qua truyền thông người ta mới phát hiện ra được nhiều. Chứ lâu nay trong từng cơ quan một, đơn vị một có phát hiện được sớm đâu. Tôi thấy là như vậy. Vâng. Thì nghĩ sao? Chúng tôi thì đúng là có lẽ là bây giờ bộ máy chúng ta bây giờ nó rất cồng kềnh rồi. Nếu mà tham vọng mà thành lập riêng những cái cơ quan chuyên trách ấy, thì có lẽ lại càng cồng kềnh hơn. Tôi hoàn toàn nhất trí với ông Vũ Mão là hiện nay chúng ta đã có cái bộ máy, chúng ta đã có cái cơ quan phòng chống tham nhũng. Thì có lẽ chúng ta hợp lý hóa nó và khi đưa vào trong luật thành một cái luật định của nhà nước, thành cái quy định chung của nhà nước. Thì tôi nghĩ là tốt hơn, mà hiện nay cái cơ quan này đang làm rất tốt, đang rất tốt. Thì có lẽ là chúng ta không nhất thiết phải thêm cơ quan nhà nước. Như chúng tôi đã trích ở phần đầu chương trình ạ, là trong số trước thì ba khách mời khi mà bàn về việc là chúng ta công khai tất cả lên trên website thì họ sẽ đều rất là lo lắng là có những cái cán bộ công chức chỉ bình thường thôi mà khi mà công khai tài sản lên thì sẽ gặp những cái vấn đề về an ninh, về tài sản sẽ bị giám sát, bị kiểm tra, tức là đại loại là họ nghĩ là không cần thiết quá nhiều người phải công khai cái tài sản của mình lên trên đó. Thì không biết là khách mời thấy thế nào? Tôi thấy rằng cái đó có khi là một cái ảo tưởng, một cái sợ sệt nào đó thôi. Chứ còn chuyện đó bình thường, chúng ta là công dân, chúng người là công dân, bình đẳng và được tôn trọng. Nếu mà ai làm sai pháp luật hoặc là đối xử với họ không tốt thì chúng ta sẽ có hình thức xử lý. Nhưng tôi thấy cái đó rất cần. Bây giờ đúng là không phải là chỉ là cán bộ cấp cao, cán bộ có quyền lực. Nhưng mà cái loại cán bộ công chức thôi. Của một cái đơn vị, của một cấp tỉnh, cấp thành phố chẳng hạn, một chuyên viên về tài nguyên môi trường, chuyên về vấn đề cấp phép này khác thứ, thì có người họ tâm sự rằng là như vậy là em cấp cái này thì em được một cái căn hộ, em cấp cái kia em được một căn hộ, thì chính cái loại đó là cũng giàu có lắm chứ không phải nghèo đâu. Thì cái đó cũng phải biết chứ, phải biết đó. Và cái đó nó là cái nguồn gốc của cái tiêu cực, của cái tham nhũng và của cái cơ chế chúng ta. Cái cơ chế này còn rất nhiều vấn đề tạo nên cái tham nhũng, mà tham nhũng từ trên xuống dưới tràn lan trong cả một cái xã hội, đi vào từng tế bào một, cái đó rất nguy hiểm. Cho nên theo tôi những việc này chúng ta phải xem xét kỹ lưỡng để mà quy định pháp luật cho nó hợp lý. Đó có phải là tình trạng tham nhũng vặt mà tôi thấy là mà. Cái tâm lý chung ấy, theo tôi cảm nhận được rất rõ ràng ấy, là không ai muốn công khai tài sản của mình đâu, kê khai và công khai đâu. Tâm lý là làm trong cái công việc này ấy, thì người ta cũng không muốn là phải. Bởi vì phần lớn bây giờ đã, tôi cũng xin nói thật là lương và thu nhập theo pháp luật thì bao giờ cũng chỉ có mức độ. Thế còn nhiều người, rất nhiều người là có cái mức thu nhập cao hơn. Đấy, thế thì mua được, nếu mà là đúng pháp luật thì không sao. Nhưng mà có khi lại vi phạm thì mới có được. Thì lại là vấn đề là người ta rất ngại, không muốn nêu ra. Cho nên đây là một vấn đề mà chúng ta phải cố gắng mà làm thôi. Chứ không phải là ai cũng muốn làm đâu. Và tôi thật sự là người ta ngại cái việc làm. Cho nên vừa phải kê khai đã đành, rồi lại còn phải công khai ra nữa. Thì là cái đấy là khi nào cái tình hình của chúng ta, phát triển của chúng ta đến một cái mức nào đó. Tôi lấy rất nhiều nước, bây giờ một số nước người ta làm được cái độ minh bạch cao rồi thì người ta mới làm được cái điều tự nguyện hay là rất là thoải mái trong cái chuyện đấy. Chứ trong tình hình như của nước ta hiện nay, tôi không nghĩ là người ta mong muốn lắm đâu. Thế do đó cho nên là phải có một cái chế độ, một cái cơ chế rõ ràng thì mới làm được. Tôi nghĩ là như vậy. Tôi nghĩ là thế này, đã có nhà nước là còn tham nhũng, đó là điều tất yếu. Mà ai là người tham nhũng? Những cái người phải có chức có quyền, có nghĩa là phải là có chức có quyền trong bộ máy nhà nước. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không thể là chờ đợi một cách tự giác hay là nói chuyện vô vai đạo đức với nhau ở đây nữa. Mà có lẽ là phải học tập các cái nước người ta hiện nay trên thế giới người ta chống tham nhũng hiệu quả. Tôi nghĩ là không lâu xa chúng ta học tập ngay Trung Quốc đấy. Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đấy là chủ trương là đào hồ diệt ruồi sán cáo, nghĩa là từ con ruồi nó lên cũng phải đánh tham nhũng, nhỏ đánh, lớn đánh, chạy đi đâu bắt hết. Đến đại hội 19 thì họ lại đưa chủ trương là gì, là không thể tham nhũng, không dám tham nhũng, mà không thể nghĩ đến tham nhũng, có nghĩa là làm cách hết sức triệt để. Mà tôi nghĩ rằng là
làm tham chống tham nhũng hiện nay Việt Nam là có lẽ là ngày phải chống trong đảng trước, vì tất cả những người chức vụ của đảng của ta đều là đảng viên cả, bởi vì chúng ta có đặc thù, chúng ta là đảng lãnh đạo, cho nên là làm ngay công tác chống tham nhũng ngay trong đảng, có cái kê khai tài sản cực kỳ là một trong những biện pháp để mà chống tham nhũng thôi. Mà tôi nghĩ tôi hoàn toàn nhất trí với ông Vũ Mão là chúng ta không ngại ngần gì cả phải công khai, bởi vì là đã là công chức, tôi giàu có tài sản tôi một cách đàng hoàng, bình đẳng trước pháp luật, tôi công khai lên. Mà nếu anh nào mà xâm phạm tôi là có pháp luật bảo vệ, và chúng ta có cả một bộ máy chuyên chính, công an, tòa án, các thứ hết, có vấn đề gì mà chúng ta phải ngại ngùng. Bây giờ tới đã làm luật mà chúng ta hết sức sự tế nhị này khác thì không thể là luật, đã luật là phải công khai, là phải bình đẳng. Tôi nghĩ là không có vấn đề gì phải ngại ngần, cứ công khai lên cho mọi dân biết là tốt nhất. Tôi nói thêm cái ý của anh Thìn một tí nhé. Tôi cũng đã trao đổi với một số bạn Trung Quốc, kể cả quan chức. Người ta cũng nói với chúng tôi là thế này, cái kinh nghiệm hiện nay đến bây giờ của Trung Quốc ấy, họ cũng muốn là làm được ba việc, tức là không dám, không thể, không muốn. Nhưng mà thực ra đến bây giờ là chỉ là không thể và không dám thôi. Chứ còn không muốn thì còn lâu. Đấy. Bởi vì đấy, chúng tôi bổ sung thêm cái ý lúc nãy tôi đã nói ấy, làm cho người ta không muốn mà là còn muốn là được kê khai là còn rất khó, nhưng mà chúng ta phải kiên quyết như thế, phải có thể chế, phải có cơ chế để làm thế nào không thể và không dám. Đấy, thì phải là có cái cách như thế này mà hiện nay chúng ta đang phải luật thôi. Phải luật định. Phải luật. Quy định. Phải luật định. Phải tất cả đều phải quy định. Mà hiện nay còn rất thiếu. Vâng. Bài ý kiến của các khách mời thì lại hơi khác một chút so với ý kiến của ba khách mời có số trước. Vâng. Nhưng tôi mà nghĩ là phải luật là... báo cáo với là đã nhận được pháp quyền, tất cả đều bình đẳng mà phải quy định bằng luật. Và thứ hai nữa là đã là quy định thành luật tốt rồi, nhưng mà phải thực hiện pháp luật, phải hết sức nghiệp. Vấn đề ở ta thì đúng là nói bây giờ chúng ta luật phòng chống tham nhũng, luật hình sự rất nghiêm khắc xử lý. Nhưng có một cái điều là tại sao tham nhũng ta nó cứ tràn lan? Bởi vì chúng ta thực thi pháp luật nó không nghiêm túc quá. Chúng ta vẫn chưa ở hiện, tôi cảm giác hiện nay ở nước Việt Nam nó chưa, pháp luật chưa phải là cái phương tiện, là một cái công cụ quan trọng ở nhà nước quản lý. Chúng ta vẫn mơ hồ một cái quyền lực thần bí nào đấy nó chi phối cái đất nước này, cho nên là luật cũng chưa được trọng dụng, cho nên là thực hiện pháp luật ta chưa tốt lắm. Cho nên là làm cho những quy định chặt chẽ của luật, của quy định của hiến pháp nó vẫn cứ triệt tiêu, nó làm cho những cái cá nhân có chức quyền nó không sợ. Tôi lấy ví dụ như thế là cái vụ MobiFone mua AVG đấy, thì tôi nghĩ rằng là không phải những cái người có chức danh trong cái cơ quan này người ta không biết pháp luật, người ta học đủ các trường khác và những người nghĩ cái pháp luật, nhưng tại sao hàng bao nhiêu bộ có thể là làm sai một vấn đề? Tôi nghĩ là họ rất coi thường pháp luật, mà chứng tỏ họ vẫn có tin vào một cái thế lực thần thánh siêu nhân nào họ vẫn đứng trên pháp luật. Cho nên là tôi lấy là thực ra thì là có lẽ là cần phải chất muốn trong tham nhũng thì phải cái cơ chế thực hiện pháp luật phải tốt và phải công khai tài sản. Tôi nghĩ là đây là biện pháp rất tốt, mà chúng không có ngại ngần. Nếu một đồng chí công chức nào đấy, một cán bộ đấy có tài sản một cách rất là chính trực, hợp pháp, thì tại sao ta sợ gì mà chúng ta không công khai? Không có cái vùng cấm. Đã đến lúc xã hội chúng ta điều hành bằng pháp luật, không có vùng cấm, không có cái gì là tế nhị, không có gì mờ ám ở đây nữa, là phải công khai. Nhà nước pháp quyền là như vậy. Và một khán giả cũng có gửi cho chúng tôi là nếu mà kê khai một cách không trung thực thì cũng có thể ảnh hưởng tới cả thế hệ sau của chúng ta, tạo ra một cái tiền lệ là cái việc thiếu, vâng, thiếu sự minh bạch, thiếu sự công khai, thiếu sự trung thực đối với cả những việc mà những thế hệ trước, lớp trước đang làm. Không biết là ông Phú A thế nào? Tôi nói thêm thế này, tôi muốn bổ sung thêm là trong luật còn thiếu một cái mảng rất quan trọng, đó là quà biếu, quà tặng. Cái đó không chưa rõ. Mà cái này đó, tôi đi Indonesia, nhưng mà nhiều người đều biết cả có một cái bảo tàng của Suharto khi làm tổng thống. Và sau khi ông bị lật đổ đó, bị bắt ấy, bị xem xét vấn đề đó, thì toàn bộ cái tài sản của ông phải được công khai, mà người ta đưa thành một cái bảo tàng tài sản của Suharto, bao nhiêu quà tặng ghê gớm lắm. Thế nhưng mà khi ông đứng trước thì ông không có kê khai, ông coi như của ông ấy. Thế rồi ở Singapore thì người ta học một số nơi, người ta quy định là thí dụ quà tặng 100 đô trở lên là phải có cái khai báo. Những cái đồ vật ấy, giá trị phải có khai báo. Thế nếu mà nó quá 500 đô chẳng hạn, thì như vậy tức là thuộc, phải nộp về nhà nước. Thế còn như một cái vật kỷ niệm quý báu gì đấy thì có thể là
anh xin mua lại, anh phải bỏ tiền anh mua lại cái đó. Thế còn ở ta, tôi nhớ là ở những cái thập niên năm 70-80 đó, cái quy định của Bộ Tài chính, tức là đi nước ngoài về có cái tài sản gì đó thì phải nộp, phải kê khai, và nếu có giá trị là phải nộp. Tôi nghĩ cái hồi đó nghiêm chỉnh lắm. Ngay như bản thân tôi nhớ năm 1985, khi là bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tôi đi dự đại hội đoàn của Liên Xô về, người ta tặng tôi là một cái đồng hồ Polzot, rồi một cái máy tính tí xíu đây. Mà bản thân về tôi đấu tranh lắm, không biết cái này mình có kê khai không, có báo không, có nộp không. Nhưng bằng một cái suy nghĩ, sau tôi bảo tôi xin báo cáo là tôi được nhận cái quà đấy và tôi xin nộp lại cơ quan văn phòng trung đoàn. Thế và như vậy, nhưng mà rõ ràng là nó lại phải có một cơ chế kèm theo để những cái vật phẩm đó thì phải được sử dụng khai thác như nào để có hiệu quả. Nhưng mà lâu nay cái chuyện đó là đi nước ngoài nhận quà bao nhiêu không có, bây giờ không còn một cái quy định nào cả, không ai kiểm tra kiểm soát cả, và cái đó mà cái nguồn tài sản rất lớn. Đấy là ngoài nước. Còn trong nước, chúng ta Tết nhất giờ này khác cũng có quy định là không nhận quà không này khác, thì bây giờ phải quy định vào văn bản pháp luật này đi. Như thế nào, nếu bị bắt thì như thế nào, bị phát hiện thì thế nào, thì theo tôi mới là những văn bản là của ban bí thư này, của cơ quan này cơ quan khác. Tại sao chúng ta không xây dựng nhà nước pháp quyền thì tất cả mọi cái đều phải đưa vào trong luật, cố gắng đưa vào trong luật đầy đủ. Thì theo tôi đó, có lúc tôi nghĩ tới vì sao cái hiệu quả của cái luật phòng chống tham nhũng nó kém, bởi vì quy định nó chung chung quá, nó thiếu những cái chế tài cụ thể. Và có lúc tôi nghĩ tới phải có một cái bộ luật phòng chống tham nhũng, và trong đó riêng cái kê khai tài sản là một cái trọng điểm trọng tâm, thì nó thành một cái luật riêng. Chứ còn đưa một cái luật chung chung này là nó đơn sơ, nó mỏng lắm, mà nó không đủ cái điều kiện để thực thi pháp luật. Đấy là vấn đề lớn, theo tôi phải có cái tranh luận, thảo luận và bàn kỹ. Thấy là có một ý mà chị Chi vừa mới gọi ra đấy, tức là để cho thế hệ sau họ nghĩ về thế hệ trước như thế nào. Thì tôi thấy rằng cái việc kê khai tài sản nó không chỉ là vấn đề để mà răn đe, để mà chống, mà tôi lại nghĩ là còn thêm một cái khía cạnh rất quan trọng nữa, nó là xây nữa. Nó xây dựng cho con người ở cái thế hệ hiện nay một cái đạo đức làm việc, công vụ, đạo đức làm cán bộ. Thế và từ đó để cho noi gương, nêu gương cho thế hệ con cháu mình. Con cháu mình về sau này thấy cha ông mình làm việc tốt, rất là công tâm, rất là đạo đức, thì nó được thụ hưởng cái kết quả đó, cái thừa hưởng được cái gia tài đó. Vâng. Nên tôi cho rằng chính cái việc kê khai tài sản lại là một cái việc xây, vâng ạ, để cho luôn luôn chúng ta rèn luyện cái đội ngũ cán bộ hiện nay của chúng ta đi. Đấy, để làm dần dần nó quen đi, nó không còn nghĩ tới những cái chuyện đấy là không muốn tham nhũng đấy. Chúng ta phải xây dựng là không muốn tham nhũng là ở cái chỗ đó, chứ không phải chỉ răn đe, chỉ cấm hay là chỉ trừng trị. Mà không phải là hàng triệu người kê khai thì đều có tội cả, chỉ là những người có cái vi phạm nặng thôi thì mới thành ra tham nhũng thôi. Đó, theo một cái luật chống tham nhũng mình đã quy định rồi. Thế còn hàng triệu người cũng chỉ là để kê khai, để mà làm minh bạch thôi, để mà xây dựng cái đội ngũ cán bộ của mình thôi. Đấy, tôi nghĩ là như vậy. Tôi nhất trí thôi, vì pháp luật nó có rất nhiều chức năng, có chức năng xây, chức năng chống. Thế nhưng mà có lẽ là đã lúc chúng ta có thế hệ này cần phải có những cái tiên phong gương mẫu, làm những cái chuẩn mực để cho con cháu này mà lịch sử sẽ ghi nhận. Nếu mà chúng ta cứ lơ mơ mãi thế này thì dân tộc chúng ta sẽ không phát triển được. Không phát triển được. Vâng. Không văn minh được. Vâng. Và liên quan đến việc kê khai tài sản, các khách mời có thêm những ý kiến gì muốn đóng góp về cái việc kê khai của chúng ta vừa trung thực mà chúng ta lại vừa có thể kiểm soát, giám sát, tạo ra một cái áp lực để khiến cái việc kê khai nó thực sự là thực chất không ạ? Bây giờ tôi xin phân tích thêm này. Có thể nói là cái tệ nạn tham nhũng hiện nay nó đi xuống tận đáy rồi. Tức là nó không còn gì để mà nói hơn được nữa. Cho nên là phải từ đây mà bật lên. Cho nên phải xây dựng một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh. Và như các anh chị nói đó, thì tôi nghĩ là có lẽ chúng ta phải nghĩ tới một cái văn hóa, một cái tính văn hóa ở trong vấn đề này. Chúng ta xây dựng cái nền văn hóa đất nước, con người văn hóa, con người đạo đức. Thì đây chúng ta nói một cách gì nó rất quyết liệt là phòng này, chống này, quyết liệt này. Nhưng mà thực ra chúng ta muốn phải xây dựng một cái văn hóa, một cái nền văn hóa, một cái văn hóa đạo đức, văn hóa trong
trong cái đạo đức trong sáng của con người, chống tham nhũng tất cả cái, thì cái tầm của cái luật này đó, theo tôi đó, phải nâng lên cái tầm nhân văn như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Và như vậy tức là mọi người sẽ đồng tình. Và theo tôi đó, trong cái luật này đó, về cái công tác thông tin tuyên truyền báo chí, theo tôi còn nhẹ, vai trò của nó rất lớn, tác dụng rất lớn, nhưng theo tôi còn nhẹ quá và chưa tạo điều kiện một cơ chế để cho các phương tiện thông tin truyền thông báo chí để người ta phát huy hơn nữa. Như vừa qua là người ta đã phát huy được một phần, thì bản thân cái luật này đó phải làm rõ hơn nữa. Và như vậy theo tôi tức là phải có cơ chế, có pháp luật, có điều luật cụ thể quy định báo chí được làm cái gì, và tất nhiên có những điều là không nên làm, hoặc nếu mà vi phạm thì phải bị xử lý. Thì theo tôi trong này, trong cái luật này nó nhẹ nhàng quá, nó quá nhẹ nhàng. Cho nên tôi trở lại ý tức là nếu mà đầy đủ ra đó, thì tôi muốn xây dựng một cái bộ luật phòng chống tham nhũng, trong đó có rất nhiều những vấn đề trong đó. Riêng vấn đề kê khai tài sản là trọng tâm này, rồi vấn đề công tác thông tin truyền thông báo chí trong phòng chống tham nhũng cũng là một cái đề tài rất là phong phú, rất là hay. Tôi xin nói thêm một chút. Cái mong muốn của tôi ấy, mà tương đối lâu dài đó, nhưng mà cũng phải dần dần mà làm, tức là ở xã hội ta, cái tài sản của cán bộ công chức ấy, nó có hai loại. Một cái loại là bất động sản thì nó sờ sờ rồi đấy, dễ kiểm tra, giám sát. Nhưng một cái loại nữa là chúng ta không có thông qua tất cả những cái thu nhập bằng tiền ấy, nó có tiền, nó không thông qua ngân hàng. Chúng ta còn rất nhiều cái hạn chế về cái mặt đó. Ở các nước khác họ tiến bộ hơn, hiện đại hơn thì họ thông qua ngân hàng được rất nhiều. Cái phần tài sản phải được đăng ký ở ngân hàng, mà tài sản đấy là tiền hay là các cái loại vật quý gì đó. Thế do đó cho nên là chúng ta dần dần phải chuyển đổi sang cái hướng đó nữa thì mới dễ kiểm tra được. Thế thứ hai nữa là cán bộ công chức, tại sao như ở Singapore tôi đã nhiều lần hỏi, thì các bạn nói là sở dĩ mà cán bộ công chức người ta đạt được cái mức là không muốn tham nhũng nữa là bởi vì người ta được bảo đảm cái cuộc sống, lương của họ rất cao, lương trong cái bộ máy nhà nước của họ rất cao, họ bảo đảm được tốt cái đời sống cho người cán bộ công chức, cho nên là người ta không nghĩ đến cái chuyện này. Thì chúng ta cũng phải vươn dần tới thôi, nhưng còn đó phải một thời gian dài, nhưng mà phải dần dần nâng cao cái tiền lương cho lên, cho cán bộ công chức lên. Thứ hai nữa là ngay cả giáo viên thì bây giờ lương còn thấp thế, cho nên là phải dạy thêm, phải làm đủ thứ, thì nó cũng là hợp pháp thôi, nhưng mà phải dần dần phải cải thiện được. Và do đó phải bộ máy phải giảm bớt đi, ít cán bộ, ít biên chế đi thì mới làm được cái việc này. Chứ còn nhiều cán bộ biên chế như thế này thì khó lắm, còn khó lắm. Nhưng mà sao, chúng ta cứ phải hướng tới tất cả những cái điều đó. Còn anh Vũ Mão nói rất nhiều về chuyện phải có luật thêm, tôi hoàn toàn đồng ý. Luật nó phải có nhiều bộ luật, có nhiều luật, trong đó từng luật một nó đi sâu vào từng cái khía cạnh, để mà như thế thì mới đồng bộ. Và vì sao mà chúng ta cứ phải thay đổi, sửa đổi luật? Bởi vì chúng ta, nghĩa là nó theo cái sự phát triển thì chúng ta lại phải rút ra được bài học kinh nghiệm thì mới hoàn thiện thêm. Thì tôi thấy là, nhưng mà phải có, tôi đồng ý là phải có nhiều luật. Vâng, nhưng mà tôi nghĩ bất động sản cũng không phải là sờ sờ như thế ngay đâu, bởi vì cũng có chuyển tên sang cho những người khác. Nhiều khi chúng ta cũng không thể nào mà biết hết là đấy là đúng là tài sản của cán bộ công chức đấy, đúng không? Thực trạng đó nó rất là phổ biến ạ. Phổ biến đấy. Vâng. Không, tôi nói rõ thêm này. Tôi lại tiếp tục ý là bộ luật và có nhiều luật như anh Hồ nói. Ví dụ là vấn đề là bây giờ là liên quan, thì bây giờ chúng ta nói là bố mẹ này, vợ chồng này, con cái này. Nhưng mà thực ra trong cái mối quan hệ này nó còn nhiều mối quan hệ khác nữa, mà luật của chúng ta chỉ quy định được như thế thôi. Nhưng nếu chúng ta hẳn có một cái luật về mối quan hệ trong tài sản chẳng hạn, thì đưa được rất nhiều vấn đề, nhiều cái cạnh. Hiện nay tức là nó ngầm lắm, không nói hết được đâu. Thế nên còn luật thế này thì chung chung quá. Vâng, luật đã chung chung mà nếu mà có luật thật tốt, thực thi cũng là cả một vấn đề. Thực thi thì lại là cả một vấn đề. Vâng. Tôi thì tôi rất tán đồng cái ý kiến của Ngũ Mạo nói là vấn đề văn hóa trong pháp luật. Thì đúng là cái truyền thống của dân tộc Việt Nam là dùng văn hóa để giữ nước và chống ngoại xâm. Nói như ông Ngô Thị Nhậm ấy nói là dân tộc Việt Nam phát triển được mà giữ đất nước, xây dựng được cho đến bên đây là dùng văn hóa. Văn hóa có nghĩa là dùng một cái gì rất văn. Cho nên là vấn đề là làm luật chống tham nhũng và kê khai tài sản để tạo thành một cái nếp văn hóa đẹp trong cán bộ công chức, làm cái tấm gương để đem mai con cháu và xã thế quan chức xem này nó phải học tập ông cha thời đại cái này. Thì tôi nghĩ đấy là một cái rất là hay. Nên mà tất cả mọi thứ tôi nghĩ là đã cần phải công khai minh bạch. Hai nữa tôi cũng rất muốn là đã có luật rồi
thì phải thực hiện nó phải tốt, phải gương mẫu. Và những cái người mà tôi nghĩ là bây giờ là những cái người mà trong diện quản lý của Trung ương phải thực hiện nghiêm, phải nghiêm. Mà không có gọi là nói tôi hoàn toàn nhất trí với ông Tổng Bí Thư nói là không có vùng cấm. Nhưng mà nói thế thôi, nhưng mà đi vào thực tế còn khó lắm. Tôi lấy ví dụ như thế, bây giờ chúng tôi trước đây tôi công tác ở Bộ Tư pháp, tôi biết là tại cơ quan bảo vệ pháp luật, bây giờ mà muốn điều tra một cái người nào đó vi phạm pháp luật, nhưng mà cái người đó là diện Trung ương quản lý chẳng hạn, thì muốn được công an vào điều tra thì phải được cái cấp quản lý người ta đồng ý. Mà đã cấp quản lý rồi thì làm sao còn bí mật được, điều tra nó chạy hết. Thế nên là tôi nghĩ là đã lúc, đã khi xây dựng chính pháp quyền thì phải tuân thủ pháp luật, mà đã không, hầu hết là không được vùng cấm nữa, không có một thế lực nào được can thiệp vào đứng trên pháp luật nữa, thì chúng ta mới cuộc phòng chống tham nhũng mới thắng lợi. Xin hết. Vâng. Vâng. À, vâng. Thưa các khách mời, khi mà chúng tôi chọn đề tài này thì chúng tôi cũng biết là chúng ta sẽ lại quay lại với câu chuyện của luật phòng chống tham nhũng, rồi cách chúng ta có thể phòng chống tham nhũng, thậm chí là lương cán bộ công chức, rất là nhiều vấn đề. Thế tuy nhiên ngày hôm nay thì với cái đề tài đối thoại, một đề tài rất là hẹp hơn rồi, đấy là kê khai tài sản, thì trước khi mà kết thúc chương trình thì chúng tôi cũng rất là muốn các khách mời có một cái nhắn nhủ hay là một cái ý kiến ngắn gọn đối với khán giả của chúng tôi, những người đang quan tâm tới đề tài này với cái nội dung về kê khai tài sản ạ. Thì trước là tôi xin mời ý kiến của ông Vũ Mão ạ. Vâng, anh Hồ chưa? Ông Hồ có thể có một ý kiến. Tôi thì như lúc đầu tôi nói là tôi thấy rằng rất quan trọng, nhưng mà tôi tha thiết mong đợi, hy vọng rằng chúng ta khó mấy cũng làm. Bây giờ cái việc này là cực khó, làm cho nó được đúng như là yêu cầu của pháp luật là không phải là dễ dàng. Tôi nghĩ là cực khó cho nên, nhưng mà khó mấy cũng phải làm. Ý của tôi muốn bày tỏ là như vậy. Mà để làm như vậy thì chúng ta phải kiên trì, phải quyết tâm. Và đây là quyết tâm chính trị của tất cả các cấp, mà dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đảng rồi cùng với nhà nước, cùng cả cái hệ thống chính trị của chúng ta thì mới làm được. Và phải tuyên truyền, phải giáo dục, phải vận động. Và đặc biệt đối với cán bộ công chức, phải thấm nhuần được cái điều này và phải cố gắng thực hiện. Tôi chỉ mong muốn được như vậy. Còn tôi thì tôi thấy là bây giờ là còn là vấn đề cách làm này. Vì sao luật phòng chống tham nhũng đã có nhiều lần sửa đổi bổ sung rồi mà đến nay vẫn tồn tại, mà lần này chúng ta thông qua theo kiểu cách này vẫn là kiểu cũ. Mà tôi nghĩ là đây là vấn đề toàn dân quan tâm, toàn dân mong đợi. Thì tôi muốn là cái cách tổ chức lấy ý kiến ấy, nó phải rộng rãi hơn nữa, công khai trong cái việc lấy ý kiến của cái luật này. Chúng ta đã có luật về trưng cầu ý dân, thì cũng vấn đề này đó, nếu đúng ra đó, như các nước nó thành một cái nề nếp rồi đấy, một năm có một vài cái cuộc trưng cầu ý dân, thì cái luật này cũng đáng là để trưng cầu ý dân về một số vấn đề quan trọng, để nhân dân có ý kiến. Vì nhân dân là trên hết, trí tuệ nhân dân là trên hết. Mà nhân dân khi có niềm tin, khi có một cái sẵn sàng tham gia cái đó, thì theo tôi, những trí tuệ đó là hay nhất. Còn hiện nay, cái mức chuẩn bị cái luật này đó là của cơ quan, trước hết là của một bộ này. Xong chính phủ đã dành một cái thời gian rất ngắn để mà trao đổi qua thôi. Rồi sang quốc hội là cũng giao cho một cái ủy ban xem xét thẩm tra, rồi giao quốc hội thảo luận như vậy. Thì theo tôi nó chưa đủ cái độ về thời gian, độ về chất lượng, về hiệu quả. Thì tôi mong muốn từ nay đến cái quá trình để thông qua đó, thì nên đổi mới, nên cải tiến hơn nữa cái cách lấy ý kiến nhân dân về bộ luật quan trọng này. Và đây là nội xâm. Đây là vấn đề rất quan trọng. Đã là nội xâm thì toàn dân phải đóng góp ý kiến. Hãy phát huy cái đó đi. Vâng ạ. Tôi nghĩ là thế này, đã là có nghĩa là đã là, ai muốn làm quan ấy, thì chứ cho cái chuyện đấy là bình thường. Khi đã kê khai tài sản, đó là cái điều bình thường của những người làm quan. Và nếu mà không làm quan mà làm không tốt thì từ chất, tôi nghĩ là đấy lúc xã hội chúng ta cần phải đơn giản hóa, bình thường hóa những cái này. Thì phải nhắc nhủ những người muốn làm quan thì là cái chuyện kê khai tài sản là đối với là bình thường đi, nó trở thành công việc bình thường. Như thì khất khởi khiêu nhận chức thì ông ấy, thế thôi, tôi nghĩ là làm một cái gì đấy nó bình thường. Mà tôi hoàn toàn nhất trí Vũ Mão là làm trở thành một cái cuộc vận động sâu rộng cho nhân dân để cho cái việc này nó trở thành bình thường, nhưng nó không có gì quá bất bình thường. Cho nên là tôi nghĩ là nó sẽ thành công, để cho nhân dân tham gia vào một cách đông đảo, tôi nghĩ là thành công. Nói chung là tổ chức tọa đàm, mời các chuyên gia, những người am hiểu một chút, người tâm huyết để trao đổi như vậy thì rất quý. Nhưng mà đấy chưa phải trí tuệ của tập thể, của số đông.
là phải ý kiến rộng rãi hơn của nhân dân thì nó mới thành cái tập thể, thành số đông. Nếu những phương án có thể là như thế này, như thế kia để nhân dân tham gia ý kiến thì theo tôi như vậy là rất khách quan, nó tập trung được trí tuệ rất tốt, nên đổi mới hơn nữa cái cách làm luật của chúng ta. Cụ thể trong luật phòng chống tham nhũng này phải tổ chức lấy ý kiến rộng rãi hơn nữa thì mới đảm bảo được một cái chất lượng cao hơn để Quốc hội xem xét thông qua. Vâng ạ. Thưa các khách mời, chúng tôi rất là cảm ơn những tâm huyết của ba khách mời. Thực ra khi thực hiện một chương trình đối thoại, chọn một đề tài của đối thoại để chúng tôi ngoài tìm về thực trạng, về nguyên nhân, thì vấn đề lớn nhất mà chúng tôi quan tâm đấy là vẫn là giải pháp ạ. Chúng ta có cái giải pháp nào, chúng ta đưa ra một cái điểm gì mới, một cái cách tiếp cận vấn đề mới để có thể có những cái cách thức gì đó đạt được cái mục tiêu mà chúng ta mong đợi. Thì ngày hôm nay chúng tôi đã cùng với các khách mời bàn luận về một cái giải pháp ạ. Đó là chúng ta công khai minh bạch toàn bộ những cái bản kê khai như vậy, không còn nằm trong ngăn kéo, không còn nằm trong nội bộ nữa, để tất cả người dân, tất cả những ai quan tâm thì đều có thể tiếp cận được thông tin. Thì tôi nghĩ là đó là một giải pháp, tôi nghĩ là được các khách mời rất là ủng hộ, đúng không ạ? Thì trong số trước thì lại có một cái ý kiến khác hơn, thu hẹp hơn đối tượng, thì tôi nghĩ đấy cũng là những cái mà có thể là những người làm chính sách họ sẽ quan tâm và cân nhắc và chọn một cái giải pháp nào mà tốt nhất. Thì chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại ạ. Xin chúc các khách mời có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục tham gia và đồng hành cùng chương trình ạ. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả, và quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV www.vtv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong một chương trình đối thoại tiếp theo ạ.